chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 4 tháng 6 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai, vùng thấp nóng phía Tây sẽ mạnh dần lên và đây chính là nguyên nhân chi phối thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ. Tại hầu khắp các tỉnh thành, trời có nắng từ sớm cùng nền nhiệt cao nhất ngày tăng lên mức từ 32 cho đến 35 độ. Những ngày sau, cùng với sự phát triển của vùng thấp nóng, các tỉnh thành khu vực Tây Bắc còn có khả năng xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 38 độ. Các tỉnh còn lại thì nhiệt độ cũng ở mức cao, phổ biến ở ngưỡng từ 33 cho đến 35 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới, một khối không khí biển lấn vào, tạo ra vùng hội tụ gió khiến mưa rào và dông lại có xu hướng tăng dần trong chiều tối, đêm và sáng sớm. Thậm chí khu vực ven biển còn có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông, người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Tuy nhiên, vào ban ngày thì khu vực lại chịu tác động của vùng thấp nóng phía Tây phát triển mở rộng nên trời có nắng với cường độ tương đối mạnh. Nắng nóng có thể xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có thủ đô Hà Nội với mức nhiệt đạt ngưỡng là từ 35 đến 37 độ. Tại Trung Bộ, sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây cũng khiến nền nhiệt tại đây có xu hướng tăng dần. Ngày mai nắng nóng diện rộng với mức nhiệt 35 đến 36 độ sẽ xuất hiện diện rộng ở các tỉnh Trung Trung Bộ. Đến ngày 6 tháng 6 thì vùng nắng nóng sẽ mở rộng lên khu vực Bắc Trung Bộ và nhiệt độ tăng lên mức từ 35 cho đến 37 độ. Riêng một số nơi ở khu vực vùng núi phía Tây thì nhiệt độ còn có thể lên tới ngưỡng 38 đến 39 độ. Từ ngày 7 tháng 6 thì nắng nóng diện rộng sẽ xuất hiện hầu khắp các tỉnh miền Trung, suốt dọc từ Thanh Hóa vào cho đến tận Bình Thuận. Mức nhiệt cao nhất ban trưa phổ biến là trên 37 độ, khu vực vùng núi còn duy trì ngưỡng 39 độ, trời nắng gay gắt. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần trở lại. Mưa dông đã xuất hiện nhiều nơi, có cả mưa vừa, mưa to ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Thậm chí là ở khu vực miền Tây Nam Bộ thì còn có mưa vừa, mưa to diện rộng. Trong 3 ngày tới, gió mùa Tây Nam duy trì cường độ trung bình đến mạnh. Cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều duy trì mưa dông diện rộng vào chiều tối và đêm. Trong đó, 2 ngày đầu có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Còn ban ngày thì vẫn có nắng gián đoạn nhưng cường độ yếu khiến cho nền nhiệt cao nhất ngày ở Tây Nguyên giảm xuống chỉ còn từ 30 đến 33 độ, còn Nam Bộ là từ 31 cho tới 34 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, 3 ngày tới có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới ngưỡng 37 đến 38 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trong 3 ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai đạt ngưỡng là từ 32 đến 36 độ. 2 ngày tiếp theo tăng lên ngưỡng từ 33 cho đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, những ngày tới có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ban trưa phổ biến trong khoảng là từ 34 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 3 ngày tới, khu vực có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 38 độ. Khu vực vùng cao Tây Nguyên, trạng thái thời tiết chủ đạo tại khu vực này trong 3 ngày tới là chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở ngưỡng là từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, những ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì quanh ngưỡng là từ 31 đến 34 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai đạt ngưỡng là từ 32 đến 36 độ. 2 ngày tiếp theo tăng lên ngưỡng từ 33 đến 37 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, những ngày tới mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi, gió hướng Nam đến Đông Nam với cường độ yếu ở mức cấp 4 và tầm nhìn xa trên 10 km. Tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, trong 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, làm tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, tàu thuyền cần đặc biệt lưu ý khi lưu thông. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!